Sáng 7 tháng 4, hơn 96.000 thí sinh tại 24 địa phương trên cả nước chính thức thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ghi nhận tại điểm thi trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, quận 10, ngay từ sáng sớm, hàng trăm thí sinh đã có mặt để dự thi. Đặc biệt trong số đó, nữ sinh Trương Nguyễn Như Nguyên, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức, Long An phải ngồi xe lăn và được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển vào trường. Như Nguyên cho biết em không may bị tai nạn giao thông trước ngày thi 3 tuần, chân trái phải đeo nẹp. Không ai trước khi thi thì em lại bị tai nạn nên là em bị gãy chân, đứt dây chằn nên là đi lại cũng hơi bị khó khăn đó. Nhưng mà em may mắn là vẫn có mấy bạn học chung lớp hỗ trợ em rất là nhiệt tình để em có thể đi lên xe và xuống xe rất là nhẹ nhàng nên em mới có thể đi đến kỳ thi đánh giá năng lực quan trọng ngày hôm nay. Để chuẩn bị kỳ thi này em đã giải đề rất là nhiều. Dạ, em cũng tranh thủ thời gian em ở trong bệnh viện á. Dạ, em giải đề với lại học online trong lớp. Cũng có giải được mấy đề của năm trước chứ lại năm trước nữa thì em thấy cũng không hẳn là khó nhưng mà em nghĩ em có thể làm được. Em nghĩ là em có thể đạt từ 700 cho đến 800 mấy điểm. Như Nguyên chia sẻ, em sẽ dùng điểm thi đánh giá năng lực này để xét tuyển vào trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ sinh đến từ Long An được hai tình nguyện viên của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cõng và hỗ trợ mang xe lăn từ tầng trệt lên tầng 3 để vào phòng thi. Em định sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi tuyển lần này để xét tuyển vào Đại học Tài chính Marketing và Đại học Luật, Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì em có một niềm đam mê với lại ngành digital marketing là do em quyết định, ba mẹ cho em quyết định mọi cái con đường mà em đi. Em cũng rất là thích vẽ và viết nên là em đi theo con đường digital marketing. Các thí sinh có mặt tại điểm thi này đều tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng. Một số thí sinh khác cũng tỏ ra khá tự tin mình sẽ đạt được số điểm như mong muốn. Em thì đây là vẫn là sân chơi mới đối với em. Đây vẫn là kỳ thi đầu tiên với em, có khi nó chỉ là bước điểm lấy kinh nghiệm để em thi tốt hơn vào kỳ thi đợt 2. Em khá tự tin về kỳ thi này do hôm qua em đã học đầy đủ các lý thuyết về các môn xã hội và những môn tự nhiên, em học khá là tốt trong lớp ạ. Đây là kỳ thi đầu tiên của em nên là em nhắm là em chỉ cần 600 điểm trở lên thì em thấy là đó là mức ổn để em biết là năng lực của mình đang ở đâu. Em nghĩ là em sẽ dùng điểm đánh giá năng lực này để xét vào trường sư phạm kỹ thuật, bởi vì em rất là thích học kỹ thuật, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, bởi vì em là một người rất là yêu điện tử và yêu máy móc. Đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với 3 phần, sử dụng ngôn ngữ, toán học, tư duy logic và phân tích số liệu, giải quyết vấn đề. Thí sinh làm bài trong 150 phút, thang điểm 1.200. Điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 sẽ được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào ngày 15 tháng 4. Đợt thi đánh giá năng lực lần 2 sẽ được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 2 tháng 6 tại 12 địa phương và công bố kết quả vào ngày 10 tháng 6. 105 trường sử dụng kết quả thi này như một phương thức xét tuyển sinh viên đầu vào.